Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Mỹ nhập cuộc, Trung Quốc tái mặt. Sự xuất hiện của các chiến hạm của Mỹ và khu trục hạm phi cơ oanh tạc chiến lược của Mỹ ở Biển Đông với tần suất liên tục trong những tuần gần đây thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Mỹ với an ninh của khu vực Thái Bình Dương và khiến Trung Quốc không khỏi tức tối. Ông Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách, Pháp luật và Phát triển nhận định với đài tiếng nói BBC tại London rằng diễn biến tàu hải quân và phi cơ Mỹ hoạt động ở Biển Đông vừa qua thể hiện chính sách nhất quán của Mỹ vừa là một tín hiệu cảnh báo với Trung Quốc. Đây là hình ảnh oanh tạc cơ chiến lược B-1 Lancer cất cánh từ Duit Dakota của Mỹ vào ngày 28 tháng 4 để bay đến khu vực Biển Đông. Ông Giao phân tích như sau, việc mà Mỹ gần đây đã điều hai oanh tạc cơ chiến lược B-1B Lancer đến vùng Biển Đông bay từ vùng lãnh thổ của Mỹ với thời gian lên đến hơn 30 tiếng đồng hồ, thể hiện một chính sách nhất quán của Mỹ về việc đảm bảo tự do an ninh, tự do hàng hải và an toàn hàng hải, cũng như an ninh của chiến lược về vấn đề Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, mở rộng và tự do. Nói thẳng, sự nhận định nhất quán về chính sách cũng như quyết tâm của chính phủ Mỹ với đảm bảo duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực này. Thứ hai, đây cũng là một động thái có thể hiểu như một sự cảnh báo đối với những hành động có tính chất hung hăng và khiêu khích ngày càng mạnh mẽ hơn từ phía Trung Quốc. Chính phủ Mỹ cũng đã rất kiên định, kiên quyết thực hiện đường lối đối ngoại và quốc phòng của mình để đảm bảo an ninh trong khu vực. Hoa Kỳ từ ngày 1 tháng 5 năm 2020 đã điều động 4 oanh tạc cơ B-1B cùng với 200 quân nhân từ căn cứ không quân ở Texas đã đến căn cứ Andrews trên đảo Guam ở Thái Bình Dương. Đây là hình ảnh chụp bài đăng trang Facebook ngày 29 tháng 4 của hạm đội 7 thuộc hạm đội Thái Bình Dương về lộ trình của tàu USS Bunker Hill. Trong lúc đó, ba anh tạc cơ chiến lược B-1B của Mỹ đã bay thẳng đến căn cứ Guam trên Thái Bình Dương. Phi cơ lại còn lại thì bay đến vùng Nhật Bản nhằm tập huấn với Hải quân Hoa Kỳ tại khu vực. Không lâu trước đó, vào hôm 30 tháng 4, hai anh tạc cơ B-1B Lancer có khả năng mang theo nhiều vũ khí hơn B-52, bao gồm bom dẫn đường Jet Dam và tên lửa hành trình chống hạm, xuất phát từ căn cứ Nam Dakota của Hoa Kỳ, đã có phi vụ bay diễn tập trong vòng 33 giờ với trọng tâm nhấn mạnh vào Biển Đông. Trên trang Facebook vào ngày 29 tháng 4 năm 2020, hạm đội 7 thuộc hạm đội Thái Bình Dương thông báo tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đã quá cảnh tại một vùng biển gần quần đảo Trường Sa trong một hoạt động tự do hàng hải. Bài đăng trên hạm đội 7 viết như sau, tàu tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill quá cảnh tại vùng biển gần Trường Sa ở Biển Đông. Vào ngày 29 tháng 4, Bunker Hill được triển khai cho hạm đội 7 của Mỹ nhằm ủng hộ các hoạt động an ninh và ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Vài giờ trước đó, hạm đội 7 cũng thông báo về hoạt động của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Barry với hoạt động tương tự ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Động thái của hai tàu USS Bunker Hill và USS Barry gây chú ý trong bối cảnh Trung Quốc ngay trước đó đã tuyên bố đã trục xuất một tàu chiến Mỹ hoạt động ở Hoàng Sa. Đây là hình ảnh hai chiến hạm USS Bunker Hill và USS Barry trên Biển Đông vào ngày 18 tháng 4, ảnh do Hải quân Mỹ cung cấp. Con tàu bị nói là trục xuất này được xác định là USS Barry, nhưng trong trao đổi với trang tin học của Viện Hải quân Mỹ USNE News, quan chức Hải quân Mỹ cho rằng tàu USS Barry hoạt động như kế hoạch và không hề gặp bất cứ hành động thiếu an toàn hay thiếu chuyên nghiệp nào từ tàu hay máy bay quân sự của Trung Quốc. Nhận định về tuyên bố đã trục xuất tàu của Mỹ khỏi vùng biển Đông gần đây của Trung Quốc, giáo sư Carthay, nhà nghiên cứu chính trị học Việt Nam và bang giao quốc tế tại Úc, nói rằng điều này hoàn toàn là một bịa đặt có tính cách tuyên truyền nhằm cảnh báo các quốc gia khác trong vùng và khu vực. Ông Carthay đã nói, mỗi khi Hải quân Hoa Kỳ thực hiện quyền tự do hàng hải ở Biển Đông, Trung Quốc lại đưa ra tuyên bố tương tự và họ đã theo dõi, kiểm soát và trục xuất tàu chiến Hoa Kỳ. Đây hoàn toàn những lời ngoa ngữ, cường điệu. Trung Quốc có các phương tiện giám sát để xác định khi nào có tàu chiến Hoa Kỳ đi vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố là của riêng họ. Và mỗi lần như thế, Trung Quốc thường điều một máy bay để rình rập tàu chiến Mỹ trên biển. Thường thì tàu chiến Hoa Kỳ và nhân sự của tàu Hải quân, Quân đội Nhân dân Giải phóng Trung Quốc có liên hệ với nhau trong những lần dạng nghinh chiến đó. Sau khi tàu chiến Hoa Kỳ hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi vùng biển do Trung Quốc tuyên bố là chủ quyền của họ, Trung Quốc cũng sẽ tuyên bố họ sẽ vừa trục xuất tàu Mỹ. Trung Quốc đang sử dụng chiến tranh thông tin để cảnh báo các quốc gia trong khu vực là họ sẽ chịu chung số phận này nếu tàu của họ
xâm nhập vào vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Công bố cường điệu này của Bắc Kinh cũng nhằm vào đối tượng trong nước để chứng minh rằng chế độ của ông Tập Cận Bình đang bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc một cách kiên quyết chống lại chủ nghĩa quân phiệt của Hoa Kỳ. Và người phát ngôn của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ chắc chắn đã công bố rõ nếu Trung Quốc có bất kỳ động thái quân sự không chuyên nghiệp nào với tàu chiến của Mỹ USS Barry. Ví dụ trong việc liên quan đến một tàu chiến của Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân nhào đến tàu chiến USS Decatur một cách nguy hiểm vào hồi tháng 9 năm 2018. Hoa Kỳ đã công bố khúc phim về cuộc chạm trán này để chứng minh quan điểm của mình. Trong trường hợp tàu USS Barry, một phát ngôn viên của Bộ Hải quân Hoa Kỳ tuyên bố rằng hoạt động của tàu được tiến hành theo kế hoạch mà không gặp bất kỳ hành vi không an toàn hoặc không chuyên nghiệp nào từ máy bay hoặc tàu chiến của Trung Quốc. Chúng ta cũng không nên đánh giá là những tuyên bố của Trung Quốc và Hoa Kỳ có giá trị ngang nhau. Khi Trung Quốc sử dụng thuật ngữ trục xuất thì đó là một điều bịa đặt trong việc tuyên truyền của Hải quân Quân đội Giải phóng Trung Quốc. Vụ việc một lần nữa phản ánh căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ trong vấn đề tự do hàng hải ở Biển Đông. Đây là hình ảnh một chiến đấu cơ chuẩn bị hạ cánh xuống tàu đổ bộ và tấn công USS American của Mỹ tại Biển Đông vào hôm 18 tháng 4 năm 2020. Lâu nay, Mỹ cho rằng các hoạt động của tàu hải quân nước này là đúng luật quốc tế, nằm trong khuôn khổ của các cuộc tuần tra tự do hàng hải. Ngược lại, Trung Quốc lại khẳng định hành động của Mỹ là vi phạm chủ quyền. Ngoài mục đích thực thi quyền tự do hàng hải, giới chuyên gia cho rằng Hoa Kỳ có động cơ khác khi đưa tàu chiến USS Barry và USS Bunker Hill đến Hoàng Sa giữa lúc hai nước đang căng thẳng vì Mỹ buộc tội Trung Quốc xử lý sai và giữ bí mật về sự bùng phát của virus khi nó vừa xảy ra. Hoa Kỳ cũng đang chứng minh rằng Hoa Kỳ có thể là duy trì sự hiện diện của Hải quân nước này ở Biển Đông trong bối cảnh bộ máy tuyên truyền của Trung Quốc lợi dụng thời cơ thủy thủ Hoa Kỳ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và tàu USS King đã bị nhiễm virus corona để lập luận rằng Hoa Kỳ đang hoạt động ở một vị trí yếu kém. Trên mặt trận ngoại giao, trong một động thái đáng chú ý vào hôm 28 tháng 4 năm 2020, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Daniel, đã công khai nói với truyền thông Việt Nam rằng Mỹ phản đối kịch liệt và lên án các hành vi vi phạm và khiêu khích của Trung Quốc trên Biển Đông khi lợi dụng thế giới và khu vực đang dành quan tâm toàn lực vào đối phó với đại dịch COVID-19. Đây là hình ảnh Đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Daniel. Trong cuộc phỏng vấn với Đài Tiếng Nói Việt Nam, VOV, ông Daniel đã nêu rõ quan điểm như sau. Chúng tôi kịch liệt phản đối và lên án Trung Quốc lợi dụng việc các nước trong khu vực đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những hành vi phi pháp và mang tính khiêu khích ở Biển Đông. Thay vì cùng tham gia tập trung chống dịch COVID-19 với các quốc gia khác, Trung Quốc trong vài tháng qua đã tiến hành nhiều hành vi khiêu khích gây bất ổn trong khu vực như đâm chìm tàu cá của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa, điều các tàu ra dọa dẫm các tàu nước khác cũng như tuyên bố thành lập các khu vực hành chính mới ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Trung Quốc cũng đã thiết lập các trạm nghiên cứu đại dương trên đá Súp Ri và đảo Chữ Thập. Và đây không phải là những hành vi thể hiện thiện chí đối tác cũng như có thể giúp Trung Quốc nhận được sự tin cậy trong khu vực. Tôi muốn nhắc lại quan điểm đã nêu trên, Mỹ kịch liệt lên án và phản đối những hành vi khiêu khích của Trung Quốc khi lợi dụng tình hình dịch bệnh để thúc đẩy những hành vi phi pháp và hiếu chiến, hòng đoạt được những yêu sách phi lý. Nhà ngoại giao và đại diện Hoa Kỳ tại Việt Nam nhân dịp này nhấn mạnh quan điểm của Mỹ qua các động thái của hai cơ quan là Bộ Ngoại giao và cả Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong đó kêu gọi các quốc gia trong khu vực lên tiếng phản đối hành vi của Trung Quốc và tái khẳng định các nguyên tắc, quan điểm của Mỹ về an ninh khu vực. Đây là hình ảnh vào ngày 25 tháng 7 năm 2013 tại Nhà Trắng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ khi đó là ông Barack Obama. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định xác lập quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam và Hoa Kỳ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Ông phát biểu tiếp như sau, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ đều đã ra tuyên bố lên án hành vi lợi dụng việc các nước đang tập trung chống dịch để thúc đẩy những yêu sách phi pháp của Trung Quốc. Và chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất hiện nay là mọi quốc gia trong khu vực cần lên tiếng phản đối hành vi này của Trung Quốc. Trong hai tuyên bố được nêu lên ở trên, tôi muốn nhấn mạnh tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, trong đó nêu bật hai yếu tố quan trọng như sau. Thứ nhất là tái khẳng định cam kết của Mỹ với khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mối quan hệ đối tác với Việt Nam. Thứ hai, tôi cho rằng tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nhấn mạnh đến sức mạnh của mối quan hệ đối tác toàn diện Việt-Mỹ. Đại sứ Mỹ tại Hà Nội kêu gọi các quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc và giá trị mà Mỹ đã chia sẻ, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu chung vào thời điểm hiện nay ở Biển Đông và khu vực như sau.
Chúng tôi kêu gọi mọi quốc gia tin tưởng vào những nguyên tắc và giá trị nêu trên, cần lên tiếng mạnh mẽ. Đó chính là lý do Mỹ đang khuyến khích các quốc gia cùng phản đối các hành vi sai trái của Trung Quốc, và rất nhiều đối tác và bạn bè của chúng tôi đã làm như vậy. Tôi được biết Việt Nam đã ra tuyên bố này bày tỏ quan ngại về những hành vi khiêu khích của Trung Quốc. Philippines cùng nhiều đối tác khác trong khu vực như Úc và Nhật Bản cũng đã làm như vậy. Mục tiêu của chúng ta là nhấn mạnh điều quan trọng nhất trong thời điểm này chính là cần có các biện pháp thúc đẩy hòa bình, thịnh vượng trong khu vực khi tập trung ứng phó với COVID-19, chứ không phải là những bước đi có thể làm mất ổn định trong khu vực. Và với những diễn biến trên, chúng ta có thể thấy trên cả mặt trận ngoại giao và quân sự, Mỹ đều thể hiện sự quyết tâm theo đuổi cam kết của Mỹ với hòa bình và an ninh khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó có mối quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Trong khi những chuyến tuần tra thực thi quyền tự do hàng hải của Hoa Kỳ từ nhiều năm qua đã đến và đi mà không có tạo ra bất kỳ sự suy giảm nào trong an ninh khu vực, và sự hiện diện của Hải quân Hoa Kỳ còn được các nước trong vùng hoan nghênh, thì Trung Quốc lại ngược lại đã liên tục thực hiện các hành vi khiêu khích trên Biển Đông, và nhất là thời gian qua còn có lợi dụng thời điểm các nước đang phải đối phó với đại dịch viêm phổi Vũ Hán hết sức nguy hiểm khởi nguồn từ Trung Quốc, để Trung Quốc tiếp tục tăng cường các hoạt động phi pháp, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2020 với bản tin Biển Đông, Mỹ nhập cuộc, Trung Quốc tái mặt. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.